Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui khi được có cơ hội gặp lại anh em trong một điểm hẹn hết sức quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những câu chuyện cũng như là những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Tuần vừa rồi là một cái tuần mà có thể nói là sẽ rất là phấn khởi với nhiều anh em tham gia thị trường DeFi. Khá là nhiều những cái động thái rất là tích cực đến từ thị trường, và đặc biệt hơn với cái chủ đề, cái câu chuyện của tập tuần này, thì nó là một cái từ khóa mà rất là nhiều những anh em tham gia thị trường DeFi và đặc biệt là những anh em nào quan tâm sát sao đến cái hệ sinh thái Ethereum thì chắc chắn là sẽ rất là quan tâm đến cái từ khóa này. Thì cái từ khóa này nó sẽ là một trong những cái động lực chủ chốt để cộng đồng Ethereum có thể chờ đợi vào giai đoạn cuối năm 2024 và giai đoạn quý 1 2025. Thì đây là một cái bản nâng cấp mà chúng ta đã từng nói rất là nhiều cách đây khoảng 2-3 tháng, đó là cái nâng cấp Spectra. Thì anh em nào quan tâm đến cái giai đoạn những cái ý tưởng sơ khai của cái nâng cấp Spectra này thì có thể tìm hiểu thêm trong một cái tập mà bọn mình đã từng nói về cái từ khóa này, đó là về PDAS cũng như là bối cảnh của cái mạng thị trường data availability sau cái nâng cấp Spectra. Thì đó là một cái tập mà cách đây khoảng 2-3 tháng, thì anh em có thể tìm hiểu sơ nét một vài cái thông tin liên quan đến cái nâng cấp này. Còn với tập podcast tuần này, chắc chắn là chúng ta sẽ dành thời gian để nói về những cái cập nhật mới. Bẵng đi một khoảng thời gian khoảng 2-3 tháng thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi trong cái cách tiếp cận của đội ngũ Ethereum Core Dev với cái nâng cấp này. Và cái câu chuyện chính mà mình muốn đề cập đó là ba cái thay đổi và các cái mạng sản phẩm sẽ được hưởng lợi từ những cái thay đổi cốt lõi này. Thì hy vọng là đâu đó những cái nội dung của tập podcast tuần này đâu đó sẽ giúp anh em lọc ra được những cái mạng thị trường, những mạng sản phẩm mà nó có những cái thay đổi được bổ trợ bởi cái Spectra này, để có thể đâu đó là chúng ta sẽ theo dõi sát sao hơn trong cái giai đoạn cuối quý 3, quý 4 2024 và giai đoạn đầu 2025, nơi mà cái cột mốc Spectra nó sẽ được triển khai anh em ha. Rồi thì chắc là mình sẽ điểm sơ qua một xíu về cái thay đổi của Spectra so với cái giai đoạn mà 2 đến 3 tháng trước. Thì chúng ta cũng, nếu mà anh em nào theo dõi những cái bài viết ở trên Coi68 thì cũng biết là cái nâng cấp Spectra hiện tại nó đã được tách ra làm hai cái giai đoạn khác nhau, đó là Spectra A và Spectra B. Thì Spectra B nó sẽ là có một cái tên gọi khác là Fusaka. Thì anh em nào theo dõi thì cũng sẽ biết được là cái Fusaka này nó sẽ tập trung nhiều hơn những cái chuẩn hóa về format cho Ethereum, và điển hình là cái PDAS mà mình đã đề cập ở đầu cái podcast. Còn cái phần PDAS đầu tiên thì để mà giảm tải cho những cái vấn đề kỹ thuật thì đội ngũ Ethereum Core Dev đã tách riêng ra hai phần. Thì cái phần đầu tiên này là cái phần mà cá nhân mình nghĩ là nó sẽ được triển khai vào giai đoạn quý 1 2025, và nó sẽ có rất là nhiều những cái tác động lên những cái mạng thị trường liên quan. Rồi ok, thì chắc là chúng ta sẽ nói về cái đề xuất đầu tiên đi. Nó nằm trong cái phần Spectra A, và sẽ sớm được triển khai. Những cái thử nghiệm của cái đề xuất này thì nó đã được dần triển khai trên DevNet rồi, và có thể nó sẽ sẵn sàng theo đúng cái lộ trình là quý 1 2025 thì nó sẽ được triển khai trên mainnet ở trong cái bản nâng cấp Spectra của phần đầu tiên. Thì cái EIP đầu tiên mà mình muốn nhấn mạnh đó là cái EIP 7251. Và nếu như mà anh em nào tìm kiếm các cái thông tin ở trên Google hoặc là mạng xã hội Twitter thì có thể tìm kiếm bằng một cái từ khóa là MaxApp. Thì chắc là chúng ta sẽ nói một xíu về những cái thay đổi của cái đề xuất này để anh em có thể dễ dàng hình dung hơn những cái tác động của nó đến những cái mạng thị trường liên quan. Thì nhiều anh em cũng biết là với cái mạng lưới Ethereum hiện tại thì để triển khai một cái validator thì các cái đơn vị sẽ cần phải khóa vào 32 Ethereum.
Và cái điểm đặc trưng của cái mạng lưới này đó là nếu như mà anh em khóa những cái con số lẻ lẻ, ví dụ như là 33 hay là 34, thì cái phần dôi ra, cái 1 hoặc là 2 ETH dôi ra của anh em thì nó sẽ không được tính vào cái phần active trong mạng lưới, và nó sẽ không có thể tạo ra được cái lợi nhuận thông qua cái việc là tham gia xác thực vào mạng lưới. Thì đây là một cái setup hiện tại của mạng lưới Ethereum, và nó tạo ra một vài cái vấn đề. Thì cái vấn đề điển hình nhất chúng ta có thể thấy đó là cái số lượng validator nó sẽ dần nhiều lên. Từ đó cái việc mà tương tác qua lại giữa các cái validator trong mạng lưới và việc gửi những cái tin nhắn để có thể hỗ trợ xác thực cho mạng lưới thì nó sẽ ngốn rất là nhiều tài nguyên. Và đặc biệt ở đây là cái câu chuyện về băng thông. Thì 7251 là cái đề xuất được Ethereum sẽ công bố ở trong cái nâng cấp Petra sắp tới, và chúng ta sẽ được chứng kiến những cái validator nó có thể có được cái số lượng ETH nhiều hơn, con số là 32 hiện tại. Thì có thể hiểu nôm na là ví dụ như bây giờ anh em đang có 10 cái validator và mỗi cái validator nó có 32 ETH, thì anh em có thể gộp 320 ETH này lại và tạo thành một cái validator duy nhất, và từ đó nó sẽ giúp là cái mạng lưới có thể giảm được cái lượng băng thông cần xử lý. Ok, vậy thì nói đến đây thì chắc là một vài anh em cũng đã phần nào mường tượng được những cái mảng thị trường nào nó sẽ được hỗ trợ bởi cái thay đổi này rồi anh em ha. Chúng ta biết là các cái đơn vị vận hành liquid staking thì họ phải triển khai rất là nhiều, một cái số lượng rất là lớn các cái validator, và song song đó là những cái câu chuyện liên quan đến phần cứng và làm sao để thiết kế cái hệ thống của họ làm sao để tối ưu nhất. Thì có thể coi cái đề xuất 7251 này nó sẽ giảm thiểu cái chi phí về mặt phần cứng khá là nhiều cho các cái đơn vị staking pool, hoặc là ở đây chúng ta có thể nói đến là các cái đơn vị làm liquid staking, thì họ có thể giảm được cái chi phí khá là đáng kể đối với những cái câu chuyện về setup các cái validator này. Một cái đặc biệt nữa của cái max app này mà hồi nãy mình chưa đề cập đến, đó là cái câu chuyện về việc là sẽ có những cái phương thức để compound cái reward vào trong cái validator. Thì cái việc mà có thể tái tục cái lãi này vào trong cái bể staking thì nó sẽ giúp cái khâu vận hành staking, và đặc biệt là liquid staking á, thì nó sẽ tối ưu hơn cho các cái đơn vị vận hành về mặt chi phí và cũng như là về mặt lợi nhuận được tái tục lại theo cái mô hình lãi kép. Rồi thì song song với liquid staking thì nếu mà anh em theo dõi những cái đề xuất gần đây của Lido thì cũng biết là họ cũng đã dần thử nghiệm những cái module liên quan đến câu chuyện là distributed validator technology. Thì đây là một cái mô hình mà sẽ phi tập trung cả cái chữ ký xác thực của các cái validator ra nhiều cái đơn vị vận hành, ra nhiều cái node operator khác nhau. Thì đây là một cái khái niệm và một cái mạng sản phẩm mà bọn mình cũng đã từng làm một cái tập podcast riêng về để nói về những cái lợi ích của cái mô hình này, cũng như là một vài cái hạn chế có đính kèm. Thì anh em nào quan tâm thì có thể search cái từ khóa này để theo dõi lại cái tập đó. Rồi thì với việc là cái số lượng Ethereum nó sẽ được tăng lên trên một đơn vị validator, thì chúng ta có thể hiểu nôm na là bây giờ một cái validator, cái giá trị mà nó cần phải bảo vệ nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nó không chỉ còn là 32 ETH như ngày xưa nữa, và từ đó nó sẽ tạo nên những cái nhu cầu về việc là làm sao để phi tập trung cái chữ ký của các cái validator này ra để đâu đó đảm bảo được cái an toàn, tránh cái tình trạng là làm mất key hoặc là làm thất thoát tài sản. Và song song đó là cái câu chuyện về việc cái số lượng validator nó được giảm xuống và các cái node operator họ có thể tối ưu hóa được cái lợi nhuận từ staking nhiều hơn, nhưng mà không cần phải làm tăng cái sự phức tạp trong cái tổ hợp, trong cái cluster quản lý cái công nghệ DBT này của họ. Thì đây cũng là một cái khía cạnh mà anh em cũng sẽ cần phải rất là quan tâm sau khi nâng cấp Petra, và đặc biệt là cái đề xuất 7251 này được triển khai. Để mà so sánh cái tác động của 7251 đến với các cái mảng như là liquid staking hay là mảng DVT, Distributed Validator Technology, thì mình nghĩ đâu đó cái so sánh này có thể nó sẽ hơi khập khiễng một xíu, nhưng mà đâu đó anh em có thể tham khảo đó là cái câu chuyện về EIP 4844. Thì trước đây chúng ta biết là các cái chi phí liên quan đến core data thì nó chiếm rất là nhiều trong cái tỷ trọng chi phí vận hành của các cái mạng lưới layer 2, cụ thể là các cái rollup. Và chúng ta thấy là sau EIP 4844 thì khi mà cắt được cái chi phí này
một cái lượng chi phí khá là lớn, thì các cái mạng lưới layer 2 họ cũng chứng kiến một cái hoạt động hết sức là sôi nổi và thực sự là nó tăng trưởng một cách rất là đột biến sau cái thay đổi đó. Thì đâu đó chúng ta có thể thấy một cái nét tương đồng liên quan đến cái câu chuyện về EIP-7251, ngoài cái câu chuyện là nó đóng góp vào cái giảm tải chung cho mạng lưới, thì nó cũng góp phần là giảm thiểu những cái chi phí không đáng có cho các cái đơn vị vận hành, và từ đó nó sẽ kéo được cái biên lợi nhuận ra. Chúng ta có thể hiểu nôm na là như vậy, họ cắt được cái chi phí và họ nới ra được thêm những cái về rework để có thể tăng cái biên lợi nhuận của mình lên. Chỗ này thì nói kỹ một xíu, đó là cái lãi suất, cái yield về staking của Ethereum sau cái đề xuất này thì nó không tăng, nhưng chúng ta có thể hiểu là cái tăng cái lợi nhuận của các cái đơn vị staking này ở đây có thể hiểu theo cái khía cạnh là họ có thể tối ưu hóa được cái khâu compound, tối ưu hóa được cái khâu tích lũy lại cái phần thưởng của mình, thì từ đó nó sẽ giúp họ tăng được cái lợi nhuận từ cái việc staking. Chứ cái đề xuất 7251 này thì nó không làm thay đổi cái lượng Ethereum được phát hành dưới dạng phần thưởng cho các cái đơn vị tham gia xác thực mạng lưới. Thì đó là một cái nhấn mạnh như vậy để chúng ta tránh được những cái hiểu lầm. Ok, cái câu chuyện thứ hai mà mình cũng rất là quan tâm ở trong hàng loạt những cái đề xuất thay đổi của Petra, đó là cái ERP-7702. Thì đây là một cái phiên bản mà có thể gọi là cập nhật của 30774. Và cái trọng tâm của cái thay đổi này thì nó hướng về những cái ứng dụng ví anh em ha. Thì nói một cách tóm gọn thì cái đề xuất này nó sẽ đưa các cái ví cá nhân, các cái ví EOA mà chúng ta hay thường dùng biến thành những cái có thể vận hành như là một cái smart contract wallet, thì nó sẽ là một cái thay đổi mà nó giúp cái trải nghiệm của người dùng nó được tối ưu hơn. Chúng ta sẽ có được những cái ứng dụng ví dụ như là trả gas bằng những cái đơn vị khác, không phải là bằng cái đồng coin native của cái mạng lưới đó nữa. Chúng ta sẽ không cần phải có Ethereum chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng những cái đồng token khác để tham gia trả phí cho cái mạng lưới. Thì đây là một cái thay đổi mà có thể nó sẽ giúp cái trải nghiệm của người dùng được thay đổi và được hỗ trợ tốt hơn. Thì dễ dàng nhận thấy là các cái ứng dụng ví sẽ là cái mạng sản phẩm mà chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi và cái tác động của cái đề xuất này rõ nét nhất. Thì đó là những câu chuyện về các cái ứng dụng ví. Tuy nhiên là nếu mà đi sâu hơn để xem được những cái mảng thị trường nào nó được đâu đó được bổ trợ sau cái nâng cấp này, thì chúng ta có thể thấy là những cái mạng lưới nó được tích hợp và dễ dàng tương thích với cái cơ chế account abstraction, và đặc biệt là những cái cơ chế thanh toán bằng Paymaster, thì các cái mạng lưới này nó sẽ được bổ trợ tốt hơn rất nhiều sau cái đề xuất 7702. Thì hiểu nôm na là nó sẽ giúp người dùng có thể tiện lợi hơn trong cái thao tác và trải nghiệm trên những cái mạng lưới grown up này, những cái mạng lưới mà nó sẽ tương thích với cái cơ chế sử dụng smart contract wallet như trên. Song song đó thì chúng ta cũng đâu đó cũng sẽ có thể chứng kiến lại một cái xu hướng mà nó đã nguội lạnh trong cái đầu năm 2024 này, đó là cái xu hướng uptrend. Thì cái xu hướng này nó là một cái xu hướng mà nó nổi lên từ chu kỳ trước và mọi người nói khá là nhiều. Tuy nhiên là những cái hạ tầng ở thời điểm đó thì có thể nó chưa đáp ứng được cái câu chuyện để triển khai một cái chain riêng và sử dụng một cái đồng token hoặc là một cái đồng coin riêng của cái dự án đó để vận hành một cái mạng lưới. Thì có thể với cái thay đổi này, với cái việc là hỗ trợ mọi người dễ dàng hơn trong cái việc là sử dụng những cái đơn vị phi gas khác nhau, thì có thể chúng ta sẽ dần dần thấy được cái câu chuyện nó xuất hiện trở lại. Ok, thì đó là hai cái đề xuất mà cá nhân mình thấy là rất đáng chú ý và có thể là dễ dàng nhận biết được cái tác động của nó đến những cái mảng thị trường ở trong cái phần đầu tiên của Petra A. Còn cái đề xuất thứ hai, cái phần thứ hai Petra B, thì nó cũng gây ra rất là nhiều những tranh cãi trong tuần vừa rồi, và đặc biệt là liên quan đến cái mạng thị trường data availability. Thì như anh em cũng đã biết thì PeerDAS là một cái đề xuất mà nó sẽ tích hợp cả những cái phương thức sampling để nó giảm tải cho các cái đơn vị tham gia xác thực cho mạng lưới. Đồng thời đó là nó sẽ giúp tăng cái số lượng blob ở trên layer 1 lên. Thì đây nó sẽ là một cái đề xuất mà
giúp cái khoảng không để cho những cái roll up có thể sử dụng các cái blob ở trên Ethereum cho cái khâu data availability của mình nó một cách nó thoải mái hơn, nó dễ dàng hơn, nó tiện lợi hơn, và cái chi phí nó được tối ưu hơn, thay vì là cái việc là chúng ta bây giờ thấy là các cái roll up đang phải khá là dè chừng nhau, và cái số lượng blob mà họ sử dụng trong mỗi blob thì nó cũng khá là hạn chế. Thì đây là một cái thay đổi mà mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến các cái roll up trong thời gian sau quý 2 2025, bởi vì đây là cái phần Petra thứ hai, cái phần đã được đội ngũ Ethereum tách ra để làm riêng là một cái phần sau. Có một cái câu chuyện mà chúng ta thấy là cũng liên quan đến cái câu chuyện DA này và nó gây rất là nhiều những tranh cãi trong tuần vừa rồi, đó là việc nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin thì anh ấy cũng đề cập là nên có cái động thái là tăng cái số lượng blob ở trên Ethereum lên trước cái thay đổi của PDAS này. Tức là hiện tại thì chúng ta đang có một cái con số đó là 6 blob tối đa cho một blob, và cái target tức là cái ngưỡng mà khi mà vượt qua cái ngưỡng này thì cái phí gas của blob nó sẽ tăng dần theo cái cơ chế EIP 1559, thì cái con số target này hiện tại nó đang là 3. Thì Vitalik đề xuất là sẽ nâng dần những cái thông số này lên, ngưỡng target nâng từ 3 lên 4 và cái ngưỡng max blob tức là blob tối đa thì từ 6 lên 8. Thì đây là một cái đề xuất mà có thể coi là nó gây ra rất nhiều những cái tranh luận ở trong cộng đồng Ethereum. Thì nhiều người cũng khẳng định là nếu mà nâng cái ngưỡng blob này lên thì nó sẽ tạo nên một cái áp lực rất là lớn cho những cái đơn vị validator cá nhân, những cái solo staker, và từ đó nó sẽ khiến cho mạng lưới Ethereum kém phi tập trung hơn. Thì đây là một cái đề xuất mà nó vẫn còn gây rất là nhiều tranh cãi và nó chưa được chính thức được thêm vào trong Petra. Thì đây là một cái câu chuyện bên lề mà anh em có thể theo dõi để xem thử là liệu những cái thay đổi này nó có ảnh hưởng gì đến cái, thứ nhất là cái câu chuyện về DA. DA thì nó ảnh hưởng lên các cái roll up. Còn thứ hai đó là cái câu chuyện về mặt phi tập trung ở dưới Ethereum, cái câu chuyện về staking. Thì đây là một cái thay đổi mà vẫn còn rất là nhiều những tranh cãi. Rồi, còn về một cái khía cạnh mà trong tuần vừa rồi cũng khá là nhiều người nhắc đến, đó là cái câu chuyện về các cái alternative DA, tức là những cái dịch vụ DA của các cái bên thứ ba. Và tuần vừa rồi thì một cái dự án là Celestia thì cũng vướng rất là nhiều những cái tranh cãi từ cộng đồng sau cái vòng gọi vốn trị giá 100 triệu USD của họ. Thì cộng đồng cũng khá là hiện tại thì cũng đang khá là đặt những cái dấu hỏi về cái quá trình làm sao phân phối token nó hợp lý của cái dự án này, và cái câu chuyện về chi phí mà cái mạng lưới này nó thu về nó có thể nó sẽ không tương xứng lắm với những cái con số mà họ công bố về cái câu chuyện về gọi vốn và phân bổ cho các VC. Thì đây là một cái câu chuyện mà nó cũng đâu đó khiến cho các cái alternative DA vướng phải rất là nhiều những cái sự hoài nghi từ cộng đồng. Thì cá nhân mình nghĩ là đây sẽ là một cái bài test đối với các cái alternative DA trong thời gian tới, và chúng ta sẽ cần phải thấy họ có những cái sáng kiến mới để làm sao để có thể đóng góp được thêm nhiều cái value. Bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy là hiện tại cái xu hướng xài DA của các cái roll-up thì hiện tại nó vẫn khá là tập trung, họ vẫn khá là cục bộ sử dụng những cái DA ở trên chính layer 1 của Ethereum, bởi vì chúng ta biết là cái nhu cầu hiện tại nó cũng chưa quá nhiều và nó khiến cho cái DA ở trên Ethereum nó quá tải. Thì ở trong bối cảnh hiện tại thì chúng ta sẽ vẫn thấy cái hiện tượng đó, nhưng mà trong tương lai thì khi các cái roll up dày lên thì chúng ta sẽ cần phải thấy những cái sáng kiến mới từ các cái đơn vị làm DA của các cái bên thứ ba anh em ha. Rồi thì đó là những cái mảng thị trường mà mình nghĩ là sẽ có chịu những tác động có thể là tích cực, có thể là tiêu cực trong thời gian tới xoay quanh cái nâng cấp Petra. Thì hy vọng là cái câu chuyện tuần này nó sẽ gợi mở cho anh em một vài những cái khía cạnh, những cái từ khóa để có thể theo dõi sát sao vào cuối 2024 này. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này, và hy vọng là anh em sẽ có một cái khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi với những cái sự hồ hởi, những cái sự tò mò để chúng ta cùng đi tìm hiểu với nhau những cái ngóc ngách mới của thị trường DeFi anh em ha. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em, và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Rồi, bye bye anh em.